Xin chào các bạn. Để có động lực làm những video tiếp theo thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share và có bình luận thì comment. Thì thuật toán YouTube nó sẽ đưa video của mình đến nhiều bạn xem hơn. Và trong cái chia sẻ cái hôm nay thì mình sẽ nói về cái cách luyện tập trên cái phần mềm Parking Track. Đối với những cái bạn mà chúng ta mới tập luyện thì chúng ta không biết là chúng ta đánh solo nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ có một vài cái chia sẻ. Bây giờ đầu tiên là các bạn nghe mình đánh qua sơ qua một lần. Thì mình lựa chọn cái phần mềm Parking Track ở đây, đó là la thứ, pha trưởng, đô trưởng, son trưởng, về lại la. Thì để làm sao mà chúng ta đánh được những cái đoạn như vậy thì nó có một số cái nguyên tắc. Đầu tiên các bạn phải thuộc được cái âm dài của cái chủ âm. Ví dụ như đây la thứ thì chúng ta thấy nó là đây là cái la thứ tự nhiên, thì các bạn phải nắm được cái âm dài đó, hoặc là cái la thứ hòa âm, vân vân. Thì hòa âm thì nó có cái thêm cái nốt xoắn thanh, còn nếu tự nhiên thì là nốt xoắn bình. Thì ở đây chúng ta thấy là nó chơi theo cái la thứ pha trưởng, đô trưởng, son trưởng. Thì các bạn có thể là đánh cái âm dài của la thứ tự nhiên. Rồi tiếp nữa là cái gì? Là các bạn phải nắm được cái cấu tạo của cái hợp âm đó. Ví dụ la thứ gồm có la, đô, mi, gồm có ba nốt đó. La pha trưởng thì gồm có pha, la, đô. Rồi son trưởng, đô trưởng, đô, mi, son. Son trưởng là son, si, rê. Có nghĩa là các bạn phải nắm được các cái nốt trong cái cấu tạo hòa âm đó kết hợp với cái âm dài, thì chúng ta mới đánh nên là nó mới chuẩn được. Rồi bây giờ cái tiếp nữa ta đánh như thế nào đó, thì đi từ dễ cho tới khó đó. Đầu tiên là các bạn đánh về đúng cái nốt của cái chủ âm đó. Ví dụ như la thứ thì các bạn đánh nốt la, pha trưởng cứ đánh nốt pha, đô trưởng đánh nốt đô, son trưởng đánh nốt son. Rồi bây giờ chúng ta thử nha. Này đang đô trưởng, son trưởng, rồi bắt đầu la. Fa đánh nốt fa. Đô đánh nốt đô. Son đánh nốt son. Tiên là các bạn cứ đánh về cái nó chủ của cái chủ âm đó. Rồi tiếp tục cái bước thứ hai là các bạn đánh từ một nốt rồi bắt đầu tăng lên hai nốt. Ví dụ như là la thì các bạn có thể đánh là sòn la hay là xí la. Cái nốt kế đó đó thì có thể là nốt trước nó hoặc sau nó đều được. Fa thì mi fa hay là son fa, đô thì là rê đô hay là xí đô, son thì nó là fa son hay là la la son. Đó, rồi bây giờ các bạn nghe tiếp nha. Đô trưởng, son trưởng bắt đầu tới la nè. Hai, ba,
Xong rồi bây giờ tới cái bước thứ ba nữa là chúng ta tăng lên đánh ba nốt. Đánh ba nốt thì là ba nốt gần nó, ví dụ như la thì nó là mì la, mì son la, hay là phà son la, hay là rế, đố đố si la. Pha cũng vậy, pha thì là la son pha, hay là rê mi pha. Đó, lên là bắt đầu nó là như vậy, là chúng ta cứ tăng dần cái nó lên, là từ 1, 2 rồi lên 3. Rồi bây giờ chúng ta đánh thử ba nó nha. Rồi bắt đầu tới son trưởng, là bắt đầu tới la. Qua pha. Lên cứ tăng dần lên 4 nốt. Đó là cái từng bước. Rồi nguyên tắc nữa tiếp theo đó là gì? Ngoài cái nốt về cái nốt chủ, các bạn đánh về có thể là ở cái nốt bậc 3. Bậc 3 ví dụ như bậc 3 của la thì đó là nốt đô. Bậc 3 của pha trưởng đó là pha la, nốt la. Bậc 3 của đô đó là nốt mi. Các bạn đánh những cái nốt âm dài nằm trước sau đó rồi chạy về những cái nốt đó. Rồi tiếp nữa là ở cái nốt bậc 5. Ví dụ như la thứ nó là la đô, rồi tới bậc 5 nó là nốt mi. Thì các bạn đánh từ 2 3 4 nốt trong cái âm dài trước sau, thì sau đó các bạn dừng ở những cái nốt nằm trong cấu tạo của cái hàm âm đó. Thì bây giờ mình sẽ đánh tiếp tục để cho các bạn tham khảo. Đô trưởng, son trưởng, rồi bắt đầu chúng ta vào. Từ những cái bước từ bước 1 từng nốt lên 2 nốt, 3 nốt, 4 nốt, rồi sau đó các bạn đánh về bậc 3, bậc 5. Và khi mà các bạn đánh xong rồi đó, đánh quen rồi đó, thì các bạn chúng ta sẽ thoát ly đi. Thoát ly chúng ta không nhìn luôn cái màn hình để nó đi tới hợp âm nào nữa, mà các bạn luyện luyện cái cảm âm. Luyện cảm âm để sau đó là các bạn đánh nó thoát ly và nhập tâm vào. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có những cái câu nó sẽ feel và nó sẽ hay hơn. Thì ở đây nữa là nó vừa luyện ngón, vừa luyện solo nè, vừa luyện cái cảm âm, đặc biệt là cảm âm để giúp các bạn sau này các bạn ra mà gọi là thực chiến đó, là các bạn chúng ta chỉ cảm âm thôi, chứ lúc bây giờ nó là đâu có bài bản, đâu có hợp âm sẵn nằm nó đâu. Thì các bạn sẽ luyện cái cảm âm rất tốt ở những cái bắc nhân chắc như thế này. Thì bây giờ nó là các bạn nghe lại một lần nữa để mình đánh. Có nghĩa là thoát ly ra và chúng ta sẽ feel đi nè. Thank you.
các bạn chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta đã nắm vững được cái nguyên tắc đó rồi thì các bạn đánh nó sẽ rất là feel, mà nó sẽ tạo ra được cái cảm hứng và nó có những cái câu nó rất là hay. Thì cái chia sẻ của mình nó tạm dừng ở đây. Đây là những cái kinh nghiệm mà mình luyện tập, có nghĩa là chơi rồi mình chia sẻ với các bạn. Thì đặc biệt là mới những các bạn mà mới thì chúng ta nên có những cái phần mềm Parking Track này để chúng ta tập. Chúc các bạn chúng ta tập luyện thành công, và các bạn nhớ ủng hộ mình thì đăng ký kênh, like, share, và nếu có bình luận thì comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.